Chào mọi người ha. Đây mình vô thăm vườn. Thì ở đây có đám bưởi chỗ này nó hơi suy. Có hai nguyên nhân do cây nó suy. Thứ nhất là ảnh bắt trái nhiều quá mà cung cấp đầy đủ dinh dưỡng hay lại yếu. Đó. Cho sai trái quá, cây mấy trăm trái luôn. Thường là cây bưởi mình cũng chỉ cho vừa phải thôi, như thế này nè, thấy không? Cỡ cây cỡ này cỡ 70-90 trái thôi. Rồi anh cho 100 mấy chục trái, ăn xong nó suy cây luôn. Với thứ hai nữa là cái bộ rễ yếu. Đó. Thì mà bắt đầu là mình như những cái cây này mình sẽ ưu tiên phục hồi. Phục hồi thì đầu tiên của mình đó là mình sẽ nâng pH lên. Có thể mọi người cho ít lân đun chảy hoặc là vôi. Cái đất này là pH nó thấp nè. Cho trái nhiều rễ nó suy thì mình cứ nâng pH trước đi. Thì cây này mình có thể cho nó cây khoảng 5kg vôi sò ha, rải xung quanh bề mặt, kết hợp với lại hữu cơ vô số 10. Kết hợp với vô số 10 là cây cỡ chừng 7 tới 10kg cho một gốc. Đó, như cây này ha, cho vô số 10 vô. Sau khi cho vô số 10 là mình nâng pH rồi á, là mình bắt đầu là mình tưới sản phẩm ra rễ để mà phục hồi cây, bổ sung dinh dưỡng. Thì mình sử dụng cái mít gel USA là 250g, 250ml cộng với 250ml lân hữu cơ, nhớ ha, lân hữu cơ cộng với 250ml camat cộng với lại nửa ký temit là vi lượng và khoảng nửa ký 22, 10 và 8 loại đạm cao. Là mình tưới như cây này khoảng 50 lít, cây nó to vậy mà 50 tới 70 lít luôn. Tưới quanh đây, moi cái rễ sơ này ra, xịt cho nó sói lòi cái gốc này ra. Đó, sau đó là mình tưới quanh đây. Tưới quanh đây xong mình bắt đầu mình bật bét cho nó giữ ẩm lại. Đó. Khoảng 10 ngày tưới 1 lần. 10 ngày tưới 1 lần, làm chừng 3-4 lần là cây này nó xanh đen lại như cây kia luôn. Ha. Đặc biệt là mấy cây suy này nè. Đó. Nguyên nhân nó suy như thế này là do bộ rễ nó hấp thu lên, nó nuôi trái nhiều quá mà cây mình bộ rễ nó yếu. Thì như vậy nó dẫn đến là nó cháy cái rễ tơ và nó sụp cây. Cái cây này phục hồi lâu lắm. Và sau khi phục hồi thì nó sẽ ra bông, ra trái rất là nhiều. Trái dễ bị bi, chịu khó bỏ trái đi. Chừa khỏi cây chừng 30 trái thôi. Chừa lại đừng có tham. Đó. Thì cây nó phục hồi lại, nó mới đầu nó đâm cái nhánh ra. Thì trên thân này là mình sẽ sử dụng cái vòi áp suất. Mình xịt cái 2P với CSC liều cao. Nó tắt cái rêu này ra. Và cây mình nó sẽ phục hồi. Ha. Này, nó bị DE nè, DE rêu bám. Loại này thì sử dụng cái chlorine phun lên thân cái là chết khô liền. Nhưng mà mình thích phương pháp cơ học. Cơ học có nghĩa là mình sử dụng vòi áp suất xịt cho nó tróc ra. Nhưng trước đó mình xịt cái 2P với CSC nấm liều cao, hoặc là đồng kẽm manh dê cộng CSC cho nó chết nấm, thì sau đó mình xịt tróc ra. Đó. Còn mấy người mà sử dụng chlorine thì nó rớt xuống đất thì nó dễ bị thối rễ. Nhưng đang thối rễ này thì không có sử dụng những cái dòng đó. Ha. Cây nào mà nó sung được thì sung quá trời luôn. Có số cây suy rồi. Đây sung. Đó, nhện quá trời luôn. Đợt này chuẩn bị vô quy trình gần hết mưa, vô quy trình làm trái lấy tháng 7. Vườn này thì làm trái không có làm nghịch, nhưng mà làm trái thu tháng 7. Thì mình giờ hiện tại những cây sung như thế này thì phải cắt dọn những cái cành khô nè. Dẹp mấy cành khô này đi. Cắt bỏ cành vượt, chồi vượt. Nó thoáng ra. Đó, sau đó mình bắt đầu là mình vô cây chừng 2kg lân súp be với lại nửa ký DB. Còn kali mình vô cả chừng 2kg. 2kg kali đỏ.
thì đó là mới vô quy trình làm bông tạo mầm. Xịt tạo mầm thì mình chấp nhận, có những cái trái này mình chấp nhận sò luôn, tại nó không ít trái, cây vài trái thôi, thì mình xịt phủ luôn. Sau khi phủ rồi bắt đầu là tạo mầm cỡ chừng 4-5 cử thì mình sẽ bấm nhện, đi bấm nhện mình tạo hoa. Cái vườn này thì rất là sai trái, nó dễ ra trái tại vườn thuần rồi á, cây già rồi thì nó dễ hoa dễ trái hơn những cây tơ ha. Cái góc này này thì bón cái số 10 nên cây nó sung, bón hữu cơ số 10. Số 10 thì đạm hữu cơ nó cao hơn cái số 9 tại vì nó là NPK khoáng kết hợp với hữu cơ, gọi là khoáng hữu cơ, cho nên là nó sung cây. Còn số 9 nó chỉ hữu cơ thuần thôi, nó không có bằng đâu ha. Một hồi dùng cái số 9, số 10 kết hợp với lại cái lân hữu cơ Camac Mikkel XA NPK sử dụng 2218 tem mít là cây mình nó sẽ hồi những cái suy kia đó. Thì có một vài cây thôi, nhưng mà trong vườn tự nhiên nó bị một hai cây thì nhìn nó khó chịu lắm, nhìn nó cái vườn nó không có đẹp. Bình thường nó vẫn ổn, nhưng mà tự nhiên có hai cây này vô cái tự nhiên hai cái vườn nhìn nó xì ha. Đó. Mấy cây xì này dễ trái lắm, nhìn kìa, mấy cây xì trái không có trái. Vườn này sai trái quá cho nên thành ra nó xì cây. Mọi người có thể sử dụng thêm cái phân ủ như phân củ quế, củ cà thô. Rồi dịch thủy phân. Đó. Quan trọng là mình phải nâng pH. Còn trường hợp này á, nếu như mà moi lên á, khi mà mình moi cái rễ lên á mà thấy cái đầu rễ mà nó đen đen bị nấm á, thì mình có thể tưới thêm CHC hoặc Ridomin. Còn nếu mà mình thấy rễ nó phù, nó phù là nó bị tuyến trùng thì có thể rải thêm cái thuốc tuyến trùng dạng hạt, hoặc là mình sử dụng cái tinh dầu extra mình tưới cho nó trị tuyến trùng. Còn vấn đề khi mà mình moi ra cái rễ bị giục cái da, nó giục cái da theo cái kiểu là như nó bắp cái da ra, là giục cái da rễ non á, là nó bị ứ nước, nó dư nước với lại nó bị nấm nha. Mình giải quyết vấn đề là tồn đọng nước là ok rồi. Cái đất của mình á, nó thiếu oxy rễ là nó sẽ giục cái da ra, nên bổ sung thêm canxi. Còn vấn đề nằm chỗ cây này là mình phải tưới thường xuyên. Còn nếu như mà muốn cho nó bền bỉ nữa thì mình bỏ trong cái xô, cái thùng 20 lít. Xong mình nhỏ tông cái phần, cái sản phẩm bộ ba kích rễ ngay trên cái phần cổ rễ này luôn, để cho nó ra cái rễ mới. Hiện tại cây mình nó suy như thế này, nó không có chết đâu, nhưng mà nó cứ đứng đơ đơ kiểu này nè. Thấy cây này đơ đơ kiểu này là lâu phục hồi lắm, cho nên phải chịu khó thường xuyên để tái tạo rễ. Khi tái tạo rễ ra thì cây mình nó xanh lại, nó hồi lại hẳn luôn. Còn thằng nào mà không hồi, ví dụ như những cây nhỏ nhỏ CC còi còi này đó, mà nó không chịu hồi bỏ trong lại, cây mà nó không phục hồi rễ lại được thì bỏ luôn, đừng có tiếc ha. Thì chăm sóc cây thì đừng có để cây nó suy xuống, hạn chế suy xuống là phục hồi tốn tiền đó. Mình không thể tránh khỏi, nhưng mà trong cái vườn mình lớn như vậy rồi á, mình trồng dặm lại nó cũng rất là khó. Tại mình cắt cái gốc này cái là hai cái cây nó chặt tàn qua, cái nó cũng thấy nó cũng muốn dày rồi, nên thôi mình ráng chăm phục hồi. Cây này cũng thu nhiều rồi nên ráng phục hồi ha. Thì mình phục hồi cây bằng những cái sản phẩm như vậy đó. Xin chào tất cả mọi người nha, chúc thành công ạ.